sao vậy? Em bỏ 500 ngàn vô đây đó hả? Em bỏ 500 vô, đem khai trương cho mọi người bỏ tiền vô mà sao còn có một tờ nãy giờ ở đây luôn á. Vậy là em phải coi lại là cái sự khai trương của mình. May mắn lắm rồi cuối cùng có mình em bỏ vô. Anh hào quang hơn là anh bỏ tiền vô đi. Anh sẽ làm cái quần, anh đã có chủ đích mình rồi. Anh đã có một cái mưu tính của anh rồi. Ủa rồi bây giờ 500 ngàn nhớ nhắc nha, chứ không đi về cô. Dạ. Qua cho tôi ăn đi. Đói quá. Ủa, bình thường là tổ chức con da báo sách là cũng phải cho ăn đúng không? Da báo sách là gì mà? Da báo hả? Trời ơi, đói mà leo lưỡi luôn vậy. Da báo giờ ra mắt là da máu. Đói quá, không có sắp dằn đầu. Đang đói hoài, nghệ sĩ bình thường 5-6 giờ sáng đi quay có gì tự sáng không? Lập lấy lại 500 ngàn đó đi ăn không? Dạ không. Này là tiền nó có một cái ý nghĩa riêng. Còn bây giờ ăn là phải kêu bên tôi dắt mình đi ăn chứ. Xin chữ ký rồi được chưa? Mình xuống thật là khó luôn, nói chuyện dưới. Kêu bên xuống dưới. Dắt mình đi ăn. Đâu, đâu, đâu. 15 con mới đem vô nữa kìa. Ai chưa vô? Ê, cũng như đó, ăn cái gì vậy? Chờ xíu. Sao muốn đi, đừng có về, đừng có bỏ chạy như vậy. Sam. Có 15 con rồi nè. Giữ đâu? Giữ vậy. Qua đây. Rồi để đây. Chân lẹ lên. Mọi người ơi, tập trung về đây mọi người ơi. Đây một cái con thú bông, một cái con mẹ mìn. Một cái con mẹ mìn là 40 ngàn. Đó. Hồi nãy giờ là các nam nghệ sĩ đây là được Ngọc Thanh Tâm mua tặng nữa không? Bây giờ là mỗi người tự giác mình mua lên để mình ủng hộ cho cái chương trình này của Jun đi nè. Đó, hồi nãy thấy quá bây giờ bài ra nhiều hơn nè. Hai con đứng ở ngoài xa kia chia lại gần Ngọc Thanh Tâm. Hồi nãy mua mấy con tặng mọi người rồi. Dạ đây em còn thiếu một con. Đấy là mua mấy con rồi. Em mua, lúc mẹ em mua 6 con. 6 con rồi đúng không? Đó, bây giờ Ngọc Thanh Tâm mua thêm bởi ngoài kia. ST ơi em chưa mua đúng không? Em mua tặng ST. Em chưa mua đúng không? Lọt luôn á. Rồi mọi người ơi, ai chưa mua con mẹ miền nhanh chóng vào đây mua ủng hộ chương trình. Một con là 340 ngàn. Quý Ngân không? Hả? Tico em ơi, đi vô đây mua nè. Ra đây, bớt ra ngoài chụp hình xem tự sướng lại bé ơi. Ra đây, còn tiền hùng để định mua bao nhiêu con vậy bạn? Hả? Tính tình được rồi. Hả? Thật đó, đây là chương trình ủng hộ cụ thể trực tiếp bằng cái số tiền chúng ta mua từ những cái con thú bông này ủng hộ cho chương trình 340 ngàn một đứa. 350 thôi, 50 ngàn là con đem tuyệt vời nhất. Cái con này 340 đưa 350 thôi, 50 ngàn là tuyệt vời. Làm sao là tiền còn lại chi bù vô đúng không? Trời ơi, tiền cấp lọc bao la rộng lượng quá. Rồi, mọi người ơi, còn ai chưa mua cái con thú này, còn ai chưa có trên tay mau chóng đây cầm một con mang về nhà liền là tức. Và những bạn anh em nghệ sĩ nãy giờ được tặng thì bây giờ mình bỏ tiền túi ra mình mua để ủng hộ cho chương trình của Xuyên Tạng, bên cạnh đó còn ủng hộ luôn cho các bé năm kia em được tặng đúng không? Đó bây giờ em đi mua đi, em có cả một lớp học dành cho trẻ con đúng không? SIS Academy đúng không? Lớp học diễn xuất chữa lành. Năm thường có một cái lớp học diễn xuất chữa lành. Lấy cái con mẹ mịt này về để chữa lành cho các em. Em mua những con bé này để làm quà tặng cho các học viên của em, nếu như các bé đó học có một cái chút quà tốt nha. Một tâm đôi việc luôn nha. Mười con, 10 con đúng không? Ơi, ai cũng đi làm có tiền chứ, trời mình tới mua ủng hộ đi ạ. 10 con. ST bỏ đi đâu vậy? Thôi được rồi. Mười con. Yeah, vỗ tay. ST ủng hộ 10 con. Mấy bé bỏ vô liền 10 con. Mời con, bỏ vô liền cho ST, tiền cao cháu muốn cái đứa. Quý Ngân đâu, tiền cô đâu, nó trốn chụp hình nữa rồi. Rồi, bác sĩ à, mấy anh chị mua được duy con rồi ạ. Hả? Chúng tôi đều sẽ mua hết, mà chúng tôi đều sẽ có những chương trình, một lát sẽ có chuyện riêng cho em và những chương trình cho anh em nha. Còn Năng Thư bây giờ nè, em có cái lớp học dành cho trẻ con của em đúng không? Hình như là trong lớp học chỉ có 100 trẻ đúng không? Nhưng mà anh mua 10 con, ví dụ 10 con cũng được, 10 con sẽ làm quà tặng cho các học viên.
lớp học của năm tư. Nhưng mà em muốn mua sách. Thì em mua thêm có sao đâu. Em mua sách. Mua sách kèm với cái này nữa. Ừ đúng rồi, 10 cái sách, 10 cái này kèm nữa. Tức là một cái bộ quà. Mua gấu chứ làm cái gì mà mình chỉ sợ cái gì. Các bạn ơi, các bạn mới vào các bé cũng như thằng mới. Nếu như các bé mà muốn tham gia cái lớp học diễn xuất chữa lành từ đâu, học diễn xuất chữa lành của năm tư, thì các bạn đăng ký học ngay. Cho em hai con nữa với. Em có đi làm không? Bé ơi, kiếm tiền được không? Kiếm tiền được em mua ủng hộ đi em. Được rồi, bây giờ năm tư là mình chốt đơn năm tư đi nè. Em 10 con rồi, giờ năm tư bao nhiêu con để làm quà tặng cho các học viên lớp diễn xuất chữa lành của em. Không có ép buộc gì trơn, trời ơi, quan lý, quan lý. Mua năm quyển sách, năm tư mua năm quyển sách, có em năm con không? Không, năm con này. Dương ơi, Dương. Dạ. Có năm cuốn sách em bán được. Ờ, em ơi, giúp bán 300 con. Ba trăm tư nhân hai, đúng rồi, đúng rồi, ba trăm tư nhân hai là 608, đúng rồi, 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 đúng. Để lại đây đúng không? Nhưng mà cứ để riêng ra 10 con. Đó là để lại cho 20 con đó. Rồi mọi người ơi, ủng hộ tiếp đi nè. Những anh em bạn bè nhà báo mỗi người một con thì cũng được. Đây là năm cuốn tập cho năm ơi. Đây, năm thư ủng hộ xứ sở muôn hoa năm cuốn. Và giá bìa sách là 220.000 một cuốn nha. Là coi như khoảng 11 năm cuốn này 11. 11 hộ, 11 nha thư nha. Là chị đây sẽ đi đó cho ông cho đủ hoàn hết. Đúng rồi, còn ai nữa? Hồi Duy Khánh, tới riêng em nè. Em mua của họ bao nhiêu con? Em mua bao nhiêu con? Là bao nhiêu mảnh là em nó tính gì? Một con là 340. 5 con cho Duy Khánh bỏ vô bao liền mấy đứa ơi. 5 con cho Duy Khánh 3 nè, 4 nè, 5, ớ, than rồi. Than con rồi, sao đó nè. Còn con này nữa nè, một con còn mua luôn không? Không. Mình hết luôn rồi đó hả? Mình hết ở đây luôn rồi đó hả? Còn chị ơi, quản lý, quản lý có hai con thẻ. Khoảng dùm cho Duy Khánh 5 con nha, 340 dân tâm bao nhiêu nè. Em bị xử thách kinh tế đó. Mà còn nếu như bây giờ mình mua thì mình cứ mua mà có thể sẽ giao hàng đến sau cũng được nha. Ủa rồi mấy anh em nghệ sĩ quen mặt bỏ trống trơn rồi rồi. Có mấy bạn mua là tính tiền đó. Em bị xử thách kinh tế rồi, chụp hình rồi. Ủa vậy hả? Em bận chụp hình lắm. Em có cách gì em kêu người nào đó ra kéo Tiến Hưng ra đây giùm không? Đứng chụp một chiếc lâu quá kìa. Giả quyền lợi hay sao á. Ê em ơi, cái phòng này của anh. Của này là cái phòng nào nè. Rồi. Vậy là có một con mẹ mẹ mất cái này rồi. Ở đây mình còn hai con. Ủa còn nhiêu trưng lên hết đi em. Còn như trưng ở đây mình bán tiếp nè. Đó. Còn ai nữa? Ủa này là còn á hả? Đúng rồi đó. Đó. Còn rất là nhiều nha. Mỗi con 340.000 mua ủng hộ cho Jun cũng như là ủng hộ cho cái quỹ hỗ tim. Hồi nãy Jun có chia sẻ là một cái trái tim nào mua mà còn có cái gì. Có bông, người ta gọi là có bông á. Có bông, bông. Kiểu bông. Tự nhiên cái từ cho người mình hình ảnh của hình đúng bông. Bông bông bé nhồi bông. Cái bé nhồi bông. Nhân vật mẹ mềm. Nhân vật mẹ mềm. Thì đặt mua về 10 con để tặng cho khách hàng Tinh Lâm. Để hàng Tinh Lâm. Nhưng mà bây giờ các khách hàng nào sẽ được tặng con này? Dạ. Là trẻ em. Trẻ em bao nhiêu tuổi? Thì là trẻ em mua những cái bột đá trẻ em thôi. Đó. Nhưng mà không dưới 16 tuổi là được. Dưới 16 tuổi nha, khách hàng của Tinh Lâm. Bạn nào dưới 16 tuổi đến mua dòng đá dành cho trẻ em thì sẽ được Quỳnh Lâm tặng một cái con mẹ mìn như thế này. Và số lượng chỉ có 10 con thôi. 10 con thôi, 10 con thôi. Nha. Chính chủ là vẫn đang đứng để cho mình đứng lơ ngơ nha, nhưng mà mọi người là tự theo là thôi là bán còn quá là theo luôn đấy ạ. Mình chạy vô cầm đây là phải em lấy cái này em về trước nha.